Thưa quý chị, mặc dù mới 10 tuổi, độ tuổi còn rất nhỏ, nhưng với tinh thần dũng cảm, em Đoàn Minh Quân, học sinh lớp 5-1, trường tiểu học Tân An Thạnh A, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long, đã hy sinh thân mình để cứu hai bé cùng tắm sông thoát khỏi đuối nước. Trước hành động dũng cảm hy sinh của em, nhiều người không khỏi cảm thương và mến phục. Đây là tấm gương sáng có ích cho cộng đồng và xã hội. Những ngày qua, khi biết thông tin em Đoàn Minh Quân ở ấp An Thới, xã Tân An Thạnh, đuối nước, người dân trong xóm không khỏi bàng hoàng. Sự việc diễn ra vào khoảng 12 giờ 15 phút ngày 27 tháng 6, Quân và hai bé trai cùng tắm sông tại chân cầu thủy lợi. Do nước chảy xiết, hai bé trai bị nước cuốn trôi. Quân đã dũng cảm bơi ra cứu và đưa hai em vào bờ an toàn. Riêng Quân đuối nước và bị nước cuốn trôi. Năng lực bơi lội của em rất là giỏi. Chính vì mà cái chỗ năng lực giỏi đó cho nên là em rất là mạnh dạn trong cái việc mà trong cái ngày mà cái sự cố xảy ra, em đã có cái tinh thần dũng cảm để ra cứu giúp bạn mình. Nhưng mà do cái sức khỏe nó cũng có hạn chế cho nên là cuối cùng cái sự việc đáng tiếc đã xảy ra. Giáo viên chủ nhiệm bán hiệu rất là bàng hoàng thì cũng đã đến là trong chia buồn cùng gia đình. Cũng theo nhà trường, Quân là học sinh có sự phấn đấu rất tốt trong học tập. Đến cuối năm học lớp 5, em đã đạt danh hiệu học sinh xuất sắc. Riêng ở gia đình, em còn là người con ngoan, biết vâng lời cha mẹ và hiếu thảo với ông bà. Hy sinh của bạn nó, tôi rất đau, nhưng mà cũng hạnh diện vì nó cũng quá dũng cảm để cứu người. Trước sự mất mát này, tỉnh Đoàn Vĩnh Long đã đến thăm hỏi, chia sẻ, động viên gia đình vượt qua nỗi đau và trao quyết định truy tặng huy hiệu tuổi trẻ dũng cảm của Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và bằng khen đội viên dũng cảm của tỉnh đoàn cho em Đoàn Minh Quân, một tấm gương sáng về nghĩa cử dũng cảm hy sinh cứu bạn. Tỉnh đoàn và hội đồng đội tỉnh ghi nhận và rất là trân trọng cái tấm gương hy sinh dũng cảm cứu bạn của em Đoàn Minh Quân. Đây là một biểu trưng cho cái tinh thần hy sinh, dũng cảm của lớp đội viên. Qua đó thì Ban Thường vụ tỉnh đoàn cũng như Hội đồng đội tỉnh mong muốn tổ chức đoàn các cấp trong thời gian tới sẽ quan tâm hơn nữa đối với công tác giáo dục, chăm sóc thiếu niên nhi đồng, đặc biệt là giáo dục cho các em cái kỹ năng sống, phòng chống tai nạn, thương tích, đuối nước trong học sinh. Sự ra đi của cậu học trò nhỏ, chăm ngoan, hy sinh vì bạn không chỉ là niềm thương tiếc của gia đình, mà hơn hết còn lan tỏa về tinh thần quả cảm cứu người. Để mỗi ngày sẽ có thêm nhiều hành động đẹp, việc làm thiết thực và những tấm gương sáng có ích cho cộng đồng và xã hội.